cửa hàng Hoa Lan Omo xin chào cô chú. Và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2019. Bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là cái giò dendro đột biến hoa nha cô chú. Và đây là ura quăng trắng. Đây, cô chú con cho chú mình xem cái mặt hoa ura quăng trắng nè. Sở dĩ nó có tên gọi là ura quăng trắng đó, tại vì cái dòng dendro nắng ura quăng cô chú là nó thường hoa của nó là cái cánh nó là màu tím. Nhưng mà cái mặt hoa này bên này bên con là mặt hoa đột biến cánh trắng tinh này nha cô chú. Và cái dòng ura quăng trắng này nó cũng rất là hiếm, nó không có nhiều đâu. Và cái giò này hơi hiện tại bên cửa hàng bên con á, đang bán ra với giá tiền là 1.200.000. Bên con bán nguyên giò nha cô chú, nguyên giò luôn sẽ có giá tiền là 1.200.000. Thân thủ rất là đẹp, một số thân đã đứng ngọn rồi nha cô chú đó. Và cái thân này nó cỡ như muốn gấp đôi cái con cái của luôn cô chú, rất là mập, rất là khỏe. Đây là hàng trồng thuần và ngày hôm nay thì bên hàng bên con mới xuất ra bán nha cô chú, chỉ là hàng tách chiết thôi chứ hàng này là không thể nào mà làm mô được hả cô chú. Nhìn thấy không, đang lên mầm rất là khỏe nha cô chú. Đây là hàng tách chiết không làm mô được nên giá nó cao nha cô chú. Giá của giờ này là 1.200.000. Đây là ura quăng cánh trắng, một cái mặt hoa đột biến rất là hiếm, ít người sở hữu nhau chứ, tại vì cái dòng này nó không có nhiều, chỉ là hàng tách chiết, mình tách là mình chia lại với nhau mình chơi thôi. Và thân ngắn là tầm khoảng 40 cm, còn cái thân dài nhất đang bông ở tầm khoảng 60 nha cô chú. Hả, thân cực kỳ khỏe, cực kỳ mập luôn á. Đây là hàng đột biến ura quăng trắng nha cô chú, đột biến hoa, thân thủ đều rất là đẹp. Và giá của giò này thì bên cửa hàng bên con đang bán nguyên giò với giá tiền là 1.200.000 trong nguyên giò. Số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là ura quăng trắng nha cô chú, đột biến 1.200.000 trong nguyên giò. Đây, rất là đẹp.